Chó Yorkshire, nguồn gốc, giá bán, đặc điểm, cách chăm sóc. Chó Yorkshire là một trong những giống chó dễ thương, thông minh nhất thế giới. Và nếu bạn đang tò mò về nguồn gốc, giá bán, đặc điểm, cách chăm sóc chó Yorkshire thì hãy tham khảo bài chia sẻ dưới đây của Dog Paradise nhé. Nguồn gốc của chó Yorkshire Chó Yorkshire được phát triển ở Yorkshire, Anh trong thời kỳ Victoria. Giống chó này được cho là có nguồn gốc từ một số loài chó sục khác bao gồm chó sục motor, Breck và Tan Manchester và Dandy Dinmont cũng như một số giống chó hiện đã tuyệt chủng như chó sục Clydesdale. Thông tin lịch sử khác về giống chó Yorkshire là không chắc chắn. Một số người tin rằng những con chó được nhân giống bởi những người đàn ông làm việc ở phía bắc nước Anh, những người không thể dễ dàng nuôi những con chó lớn nhưng lại muốn có một người bạn đồng hành. Các báo cáo khác nói rằng Yorkie được phát triển để bắt những con chuột phá hoại các hầm mỏ và như một con chó để vào hang săn lửng và cáo. Một giả thuyết khác là người Scotland làm việc tại các nhà máy Land Yorkshire đã phát triển giống chó này. Chó sục Yorkshire ban đầu lớn hơn so với ngày nay. Thông qua việc nhân giống chọn lọc, những con chó đã được thu nhỏ và trở thành một con chó trông rất xinh xắn, vừa vặn để sở hữu. Ở Hoa Kỳ, giống chó này xuất hiện lần đầu tiên trong các chương trình vào cuối những năm 1800. Ngày nay, Jockey chủ yếu là một người bạn đồng hành được nuông chiều, cung phụng đầy đủ từ thức ăn đến trang phục phụ kiện cho chó. Đặc điểm của chó Yorkshire Đặc điểm ngoại hình của chó Yorkshire Chó sục Yorkshire là một trong những con chó nhỏ nhất, chỉ cao 10-15cm và nặng khoảng 3-5kg. Yorkshire Terrier sống thọ khoảng 12-15 năm. Chúng có một cái đầu nhỏ và mõm của chúng có chiều dài trung bình. Đôi tai có hình chữ V, cơ thể nhỏ gọn, trông vừa sinh như dụng cụ ăn uống dành cho chó của chúng. Đặc điểm đáng chú ý nhất của chó sục Yorkshire là bộ lông dài, mịn và thẳng. Lông có màu xanh thép trên thân và đuôi và ở nơi khác nó bị giám nắng. Đuôi thường được neo đến một nửa chiều dài tự nhiên của nó. Lông dài trên đỉnh đầu là một đặc điểm khác và thường được buộc bằng một giải duy băng mang lại cho chú chó vẻ ngoài vui nhộn. Đặc điểm tính cách của chó Yorkshire Kích thước nhỏ của Yorkshire Terriers trái ngược với tính cách thực sự của nó, đó là năng lượng, mạnh mẽ và độc đoán. Yorkie sống tình cảm, nhưng chúng cũng muốn có nhiều sự chú ý và tình yêu của chủ. Chúng muốn chủ dành thời gian cho mình bất cứ khi nào bạn rảnh rỗi. Và giống chó này là một lựa chọn tốt cho người muốn nuôi chó. Chó sục Yorkshire làm chó canh gác tuyệt vời, nhưng chúng có thể trở nên linh hoạt đối với những đứa trẻ khác nếu không được đối xử tôn trọng hoặc nhẹ nhàng. Một số cũng có thể hung dữ với những động vật nhỏ khác, nhưng một số chú chó sống khá yên bình với những con chó khác và thậm chí cả mèo, không tranh giành đồ hộp pate cho chó của các bạn. Chó sục Yorkshire có thể là chó sủa nhiều nhưng có thể huấn luyện để chúng không sủa quá mức, gây phiền hà đến hàng xóm xung quanh hay tổ dân phố. Một số cũng có thể cứng đầu về đào tạo ngoan ngoãn vâng lời. Lúc này, các snack xương gặm bánh thưởng cho chó sẽ là công cụ hữu ích cho bạn. Giá bán chó Yorkshire Hiện nay, giá bán chó Yorkshire ở thị trường Việt Nam dao động khoảng 70 triệu. Đây là một mức giá khá dễ chịu. Và nếu chi thêm tiền mua sữa thuốc vitamin cho chó và các chi phí khác như thức ăn hạt cho chó, đồ chơi cho chó thì cũng sẽ không tốn quá nhiều chi phí của bạn. Cách chăm sóc chó Yorkshire Vì chúng rất nhỏ, chó sục Yorkshire không cần nhiều chỗ để tập thể dục. Chúng cũng có thể được đào tạo tốt, do đó, Yorkshire là những con chó căn hộ tuyệt vời, nhưng chúng cũng thích đi dạo ngoài trời với vòng cổ dây dẫn cho chó. Chó sục Yorkshire ít dụng lông, nhưng bộ lông của chúng đòi hỏi phải được chăm sóc thường xuyên với dụng cụ grooming cho chó để giữ cho nó trong tình trạng tốt và trông đẹp. Nếu cắt, trải hoặc chải ít nhất hàng tuần là bắt buộc. Nếu bộ lông được giữ lâu thì cần thêm nhiều giờ trải chuốt và một số cắt tỉa chuyên nghiệp theo thời gian. Giống chó này nhạy cảm với thời tiết lạnh và dễ bị lạnh, vì vậy Yorkshire cần được bảo vệ khỏi thời tiết xấu. Nếu đi bộ bên ngoài khi trời lạnh, một chiếc áo khoác cho chó là thứ bạn nên mang theo. Vì nếu không cẩn thận, Yorkshire của bạn sẽ bị ốm và phải bổ sung sản phẩm điều trị tiêu hóa cho chó, hoặc tệ hơn là ốm nặng và phải đi khám bác sĩ thú y. Nếu các bạn quan tâm đến thông tin về các giống chó nói chung và Yorkshire nói riêng, cũng như cẩm nang chăm sóc các bé cún đáng yêu thì đừng quên theo dõi blog của Dog Paradise mỗi ngày nhé.